Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ quý tư năm 2021. Tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn chủ trì hội nghị. Trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2021 tiếp tục có chuyển biến tốt. Cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông đều giảm so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, toàn quốc đã xảy ra 8.161 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.175 người, bị thương 5.645 người. Trong 9 tháng đầu năm, đặc biệt là từ giữa tháng 6 đến nay, việc thực hiện các quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt để phòng chống dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư tại nhiều địa phương, dẫn đến số lượng phương tiện và người tham gia giao thông giảm rất sâu so với cùng kỳ năm 2020. Tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 14 tháng 9 năm 2021, cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý trên 2,2 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền trên 2.000 tỷ đồng, tước trên 200.000 giấy phép lái xe, bằng chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ gần 400.000 phương tiện các loại. Tỉnh Kiên Giang trong 9 tháng đầu năm 2021 tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp ngay từ những ngày đầu năm, như tập trung tuyên truyền xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn, luật phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Thường xuyên rà soát xử lý bất cập về hạ tầng giao thông, kịp thời xử lý thông tin phản ánh về trật tự an toàn giao thông của người dân vào đường dây nóng. Trong 9 tháng đầu năm 2021, đã xảy ra 84 vụ tai nạn giao thông, làm chết 56 người, làm bị thương 45 người. So cùng kỳ năm 2020, giảm 4 vụ, tăng 3 người chết, giảm 10 người bị thương.